Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Venue. Đó là chiếc xe của Hyundai phát triển trong phân khúc xe hạng A gầm cao, mới về thị trường Việt Nam khoảng chưa đầy một tháng. Thì trong video này em xin phép cập nhật chính sách của Hyundai Venue cho quý anh chị. Thì bên em hiện tại đang sẵn một xe phiên bản đặc biệt màu đỏ tươi. Thì Venue bọn em có hai phiên bản, một phiên bản là 539 triệu, một phiên bản là 579 triệu. Thì chiếc xe màu Hyundai Venue màu đỏ này được sản xuất 2023 và chúng em đang được giảm giá cho quý khách hàng là 9 triệu, đó là 570 triệu. Và giá lăn bánh của chiếc xe này tại thị trường Bắc Ninh thì nó rơi vào khoảng là 633 đến 634 triệu. Phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị đó là phim kích nhiệt, trải sàn da bằng vũ lăng và có hỗ trợ trả góp tối đa 80% giá trị xe với ưu đãi là khoảng 0,65 đến 0,7% trên tháng. Venue thì bọn em có trang bị động cơ turbo 1.0 tăng áp với mã lực cho công suất là 120 mã lực và ở vòng tua 6.000 vòng trên phút, và có moment xoắn cực đại là 172 Nm là lớn nhất trong phân khúc, lớn hơn Kia Sonet và lớn hơn Toyota Raize. Về công nghệ ở phần đầu xe đi thì em xin điểm qua một chút. Thì phần đầu xe của Venue được trang bị với cụm đèn ở đây, đó là đèn bi LED, còn bản tiêu chuẩn bên em là đèn bi halogen, được tích hợp với công nghệ đèn tự động, đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn hậu cũng là cụm hậu dạng LED. Venue thì được mệnh danh là tiểu Palisade vì có một chiếc cản, đó, cản xe được mạ chrome rất là sang trọng, đó, mạ bóng anh chị có thể thấy rất là sang trọng, từng chi tiết tỉ mỉ này, rồi có cụm đèn xi nhan cũng được tích hợp trên đầu xe. Venue có một cái đặc biệt, đó là hộp số của xe thì là hộp số vượt trội, đó là hộp số 7 cấp số ly hợp kép, 7 cấp DCT ly hợp kép khô. Đó. Phần la răng của xe thì được trang bị với la răng kích thước là 16 inch cho cả hai phiên bản, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn. Phần gương xe thì được tích hợp xi nhan, rồi có tích hợp công nghệ nó là chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa của xe được mạ chrome kèm theo nút bấm mở tích hợp thông minh. Cùng đến phần nội thất thì trên phiên bản đặc biệt này thì em trang bị cho khách hàng đó là ghế da phan nỉ, còn phần Toyota Raize thì nó chỉ đơn thuần là ghế nỉ thôi. Đó. Màn hình giải trí trung tâm của xe với kích thước là 7 inch full digital, có tích hợp những công nghệ như là kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Có bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Đến với phần vô lăng thì tích hợp ga tự động, cruise control này, hệ thống đèn tự động này, rồi những cái phím bấm mở những cái tính năng giải trí. Đó. Sở tận đèn nổ sở top thì chắc chắn được trang bị rồi. Điều hòa của xe thì cũng được trang bị, đó là điều hòa tự động, rồi có chế độ lái, có 3 chế độ lái, chế độ Eco, chế độ Normal và chế độ Sport kèm theo cần số. Vâng, ngồi trong Venue này thì đây, bản cửa sổ trời cũng được trang bị cho phiên bản đặc biệt. Ngồi trong Venue thì có một cái cảm giác rất là rộng, và cái khoảng cách từ mình đến trần xe, từ đầu đến trần xe cũng rất là thoáng. Đó. Với cái chiều dài cơ sở nó là 2,5 m thì thiết kế cũng tương đối là rộng rãi rồi. Về túi khí và phần an toàn thì xe được trang bị với cái 6 túi khí cho phiên bản đặc biệt và có 2 túi khí cho phiên bản tiêu chuẩn. Cảm biến áp suất lốp thì được trang bị cho tất cả các phiên bản này, hệ thống kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chúng bỏ cứng phanh ABS và phân bố lực phanh điện tử, camera lùi, cảm biến sau đều được trang bị.
cho hai phiên bản. Về phần đuôi xe thì Venue được trang bị cụm đèn hậu dạng LED, có cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tốt. Ở đây là ngoài đô thị là 4,85 lít, trong đô thị là 7,37 lít và được kết hợp là 5,77 lít. Đây là con số khá lý tưởng. Camera lùi cũng được trang bị và cảm biến lùi thì đều được trang bị cho tất cả các phiên bản. Ở Venue thì hiện tại bên em có phiên bản màu đỏ là 2023, thì chắc chuẩn bị vào 2024 rồi. Thì cái giá lăn bánh thì em cũng vừa chia sẻ với Nguyễn Chị tham khảo chi tiết hơn thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.